Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thế thì tôi và bà chị em chúng ta sẽ chuẩn bị gì cho cái thời kỳ này đây? Chủ đề tôi chia sẻ với bà chị em buổi sáng hôm nay đó là chiến lược sống còn trong thời bội đạo. Kinh Thánh nói như thế này, ở trong sách Timôthê thứ nhất chương 6 câu số 10. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Cái sự làm tiền là cần thiết, nhưng bởi vì những người này họ tham tiền bạc và họ theo đuổi cái tiền bạc thay vì họ theo đuổi Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh nói rằng gì? Những kẻ đó sẽ bội đạo và chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Bội đạo có nghĩa là người đó từng có đạo, từng tin Chúa, từng theo Chúa, nhưng mà vì một lý do gì đó họ chối bỏ Chúa và họ đi theo một loại thần mà Kinh Thánh gọi đó là ma môn. Rồi ngoài cái vấn đề bội đạo vì sự tham lam thì người ta tư kỷ, người ta có những cái sự tham vọng ở trong thời kỳ cuối. Và hôm nay thì cậy ơn Chúa, tôi cùng chia sẻ với bà chị em phần Kinh Thánh ở trong sách Giu-đe đoạn 1 câu 17 cho đến câu số 23. Giu-đe đoạn 1 câu 17 cho đến câu 23. Chúng ta mở ra cùng nhau và chúng ta đọc cùng nhau những đoạn phần Kinh Thánh này. Giu-đe đoạn 1 câu 17 cho đến câu 23. Dạ, xin chúng ta bắt đọc. Nhưng anh em là kẻ rất yêu dấu, hãy nhớ lấy những lời mà các sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đã nói trước. Các sứ đồ đó nói với anh em rằng trong các thời kỳ sau rốt sẽ có mấy người hay nhạo báng, làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ấy chính chúng nó là kẻ gây nên phe đảng, thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh. Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trong đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Hãy trách phạt những kẻ này là kẻ hay nghi ngờ, hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa. Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Hai phần Kinh Thánh này có hai chia ra hai điều để giúp chúng ta nhìn rõ hơn. Thứ nhất là chúng ta thấy có những người họ sẽ rơi vào trong cái tình trạng là bội đạo hay là đạo đức suy đồi. Và một thứ hai là sứ đồ Giu-đe nhắc nhở chúng ta để làm sao để chúng ta có một cái chiến lược để giúp đỡ cho đức tin của tôi bà chị em, đời sống tin kính của chúng ta mỗi ngày tăng trưởng ở trong Chúa. Như vậy một mặt chúng ta sẽ thấy suy đồi càng suy đồi hơn, nhưng một mặt chúng ta sẽ thấy họ công chính càng công chính hơn, họ yêu Chúa càng yêu Chúa hơn, họ được sức dầu càng được sức dầu hơn. Chúng ta có thể chọn đứng về phía nào để rồi, hoặc là cách nào để rồi chúng ta trở thành một người mà Đức Chúa Trời dùng chúng ta trong thời kỳ cuối cùng này. Như vậy phần đầu tiên cho chúng ta thấy đó là cái thời kỳ bội đạo mà các sứ đồ đã nói trước rồi. Như anh em là kẻ yêu dấu, hãy nhớ rằng những lời mà các sứ đồ của Chúa Jesus chúng ta đã nói trước. Chúng ta hội thánh đầu tiên là hội thánh luôn luôn lắng nghe lời của các sứ đồ, tức là những người trụ cột của hội thánh. Chúng ta thấy ngày hôm nay cái những cái bài giảng lan tràn ở trên mạng, chỉ cần clip vô thấy có chữ Chúa nghe và bắt đầu đi theo. Mà chúng ta không nghe theo lời của các sứ đồ, không nghe theo lời của những người lãnh đạo hội thánh, họ là người giữ trọng tâm của đức tin của chúng ta. Gần đây cũng có những người chị em lên mạng xem hội thánh Đức Chúa Trời toàn năng, hội thánh Đức Chúa Trời toàn năng, và vô đó bắt đầu nghe xong người liên lạc với người ta và bắt đầu người ta dẫn dụ thờ phượng một Giêsu khác, nói Giêsu tái lâm rồi, phải tin Chúa Giêsu nhập thể lần hai ở trong thân xác của người đàn bà tên là Dương Hưng Vân thì mới được cứu trọn vẹn. Cái thánh khẳng định chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Nhưng mà họ đã tin Chúa, họ đã kinh nghiệm quyền năng, họ kinh nghiệm được
cái sự sống đời sau, họ kinh nghiệm được quyền phép của Chúa. Nhưng mà anh chị em thấy rằng là gì? Họ cũng vẫn bị lừa dối. Lý do tại sao họ bị lừa dối? Năm chức vụ mà Chúa Giê-xu Ngài xây dựng cho hội thánh, Ngài ban cho hội thánh không bao giờ là vô cớ. Ở trong sách Ê-phê-sô chương 4 câu 11, 12 và 13. Ê-phê-sô chương 4 câu 11, 12 và 13. Chúng ta đọc cùng nhau phân đoạn kinh thánh này. Xin bắt đầu. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, hầu cho đến chừng chúng ta thảy được hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Như vậy năm chức vụ, hay còn gọi là chức vụ năm mặt, đó là những chức vụ để làm cho kiện toàn hội thánh, làm cho những chức dịch ở trong hội thánh được phát triển lên, là những anh chị em ở trong hội thánh trưởng thành lên. Là tại sao ở trong câu 4 ghi như thế này? Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người khác lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của tà giáo. Đây gọi là đạo lạc, đó chính là tà giáo. Như vậy chúng ta cần những chức vụ như là sứ đồ, như tiên tri, như thầy giảng tin lành, như là mục sư và giáo sư, để cho họ là những người yêu quý chúng ta, họ là những người sanh chúng ta ra trong Thánh Linh, và chúng ta là người được ở trong vương quốc trời thông qua những con người làm chứng chúng ta về Chúa đó. Có người cha người mẹ nào mà không muốn tốt nhất cho con không? Ở đây bao nhiêu các cô đã từng làm mẹ, các cô có mong muốn điều tốt nhất cho con của mình không? Hỏi những người làm cha có mong muốn điều tốt nhất cho con của mình không? Như vậy hãy nhớ rằng những người cha người mẹ thuộc linh luôn luôn muốn những điều tốt nhất cho anh chị em. Nhiều khi chúng ta lại nghĩ rằng là cha mẹ chúng ta không có tốt, cha mẹ chúng ta khó quá, không có tốt, và chúng ta nghe cái người cha người mẹ không sanh ra mình. Thật ra họ không sanh ra mình, họ có yêu mình chỉ là yêu tạm thời và lợi dụng, chứ không bao giờ họ yêu chúng ta như là cha là mẹ thuộc linh của chúng ta đâu anh chị em. Đã từng là người mẹ, các cô biết rằng mỗi lần con mình nó chỉ cần ho một chút, nó khóc một chút là chúng ta giật bắn người, chúng ta ngồi dậy, chúng ta chăm sóc con mình, phải không? Cũng vậy đó, những người cha người mẹ thuộc linh của chúng ta cũng yêu chúng ta y như vậy đó anh chị em. Có lúc hơi khắc khe với chúng ta một chút, nhưng khắc khe đó không phải là khắc khe trong sự trừng phạt, mà là khắc khe trong sự sửa phạt và yêu thương. Cho nên anh em được sanh ra trong nhà của Chúa, hãy trung tín trong nhà của Chúa, hãy trung tín, để rồi chúng ta sẽ có lập nền vững lập, chúng ta mới có thể vững vàng và không có bị dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Cho nên tại nơi đây chúng ta thấy những chức vụ của các sứ đồ mà Giu-đe đã nói là gì? Là chúng ta hãy giữ lời dạy của các sứ đồ Chúa Jesus Christ, chúng ta đã nói trước. Hội thánh đầu tiên họ đã giữ lời dạy của Chúa. Ở trong công vụ sứ đồ chương 2 câu 42. Công vụ sứ đồ chương 2 câu 42. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Và chúng ta thấy câu 47 là gì? Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Khi chúng ta giữ lời dạy của các tôi tớ Chúa, những người lãnh đạo của chúng ta, những người yêu quý chúng ta, những người làm chứng Chúa Jesus chúng ta, sanh chúng ta trong thuộc linh, rồi chúng ta giữ cái mối thông công của anh em. Và gì nữa? Chúng ta có cái lễ bẻ bánh, lễ cầu nguyện, và Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Khi một ai người mới mà bước vào thánh, thấy được cái sự thông công của anh em, thấy sự trung tín của anh em, thấy sự yêu thương của chị em, thì chính họ thấy đây, đây là gia đình thứ hai mà họ cần có. Gia đình của chúng ta, gia đình ruột thịt, bằng xương bằng thịt, chúng ta có để chia sẻ, để thăm viếng, để yêu thương, để chăm sóc với nhau mỗi ngày. Nhưng chúng ta có một gia đình tốt hơn nữa, đó là gia đình quan tâm đến sự sống thuộc linh của tôn bà chị em, để giúp tôn bà chị em được trưởng thành ở trong Chúa. Chúng ta trở lại ở trong sách Giu-đe, chúng ta qua câu số 18 nghe như thế này: các sứ đồ đã nói với anh em rằng trong các thời kỳ sau rốt sẽ có mấy người hay dạo bán, làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Ở đây không nói là thời kỳ sau rốt, mà ở đây là nói gì? Là trong các thời kỳ sau rốt. Như vậy thời kỳ sau rốt đó là một cái cụm từ nói
cho đến ngày mà Chúa Giêsu ngày trở lại, Hội Thánh được cất đi. Nhưng mà khi nói về các thời kỳ sau rốt thì nó chia ra từng chặng, từng chặng. Để có thể sanh một em bé thì người mẹ cứ mang 9 tháng 10 ngày. Trong thời gian đó có thể không có đau bụng đâu. Nhưng mà bắt đầu nó chuyển dạ, đến lúc mà chuẩn bị sanh con của mình ra thì cái cơn đau chuyển dạ nó từng cơn và khoảng cách có thể là 1 tiếng đau một lần, rồi từ từ rồi 30 phút đau một lần, rồi 10 phút đau một lần, rồi đau thúc. Thì lúc đó là đứa con được sanh ra. Cho nên Kinh Thánh nói đến các thời kỳ sau rốt thì chúng ta lưu ý 100 năm về trước đã nói về các thời kỳ sau rốt, 1000 năm về trước cũng nói về thời kỳ sau rốt. Và thậm chí ở đây khi Giu-đe viết cái điều này, có nghĩa là khoảng sau gần 100 năm sau Chúa, là ông đã viết cái điều này và nói là các thời kỳ sau rốt. Phi-rơ cũng nói lần lượt trong thời kỳ sau rốt. Phao-lô cũng nói là thời kỳ sau rốt có những cửa kẻ mội đạo. Như vậy cái thời kỳ sau rốt là bắt đầu khi Chúa Giêsu ngài giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời ra, và nó được bao trùm cho đến thời đại Chúa Giêsu ngài sẽ trở lại, được gọi chung đó là gì? Các thời kỳ sau rốt. Còn khi nói về thời kỳ rốt đó là cái ngày cuối cùng mà Chúa ngài sẽ trở lại để đón Hội Thánh của Chúa. Thế mà chúng ta đang ở đây là đợi thời kỳ sau rốt hay là các thời kỳ sau rốt ạ? Dạ, có thể là các thời kỳ sau rốt cũng được, mà thời kỳ sau rốt cũng được. Bây giờ chúng ta chia theo có những cái phần của nó. Và ở đây trong phần Kinh Thánh này, tôi kể ơn Chúa để chia sẻ cho bà chị em về các thời kỳ sau rốt trong phân đoạn Kinh Thánh này thôi. Bởi vì chúng ta có nhiều nơi nói về thời kỳ sau rốt, thì ở đây là một phần của thời kỳ sau rốt, một cái dấu hiệu của thời kỳ sau rốt. Ví dụ như sứ đồ Phao-lô đã nói ở trong sách Ti-mô-thê, đoạn Tiêu Thân Nhì đoạn 3 câu 1: hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Người ta đều tư kỷ, là tham tiền, khoe khoang, sức sược, nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lương thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ này còn phải tránh xa. Phao-lô đó là gì? Đó là trong những ngày sau rốt này, trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, hay là các thời kỳ khó khăn. Nó bao gồm về suy đồi đạo đức, bao gồm về những cái sự bất hòa giữa anh chị em, bao gồm về đời sống tinh kính và không còn giữ đời sống tinh kính nữa. Cho nên trong cái phần Kinh Thánh này, chúng ta sẽ nói một phần mà Giu-đe đã nói cho chúng ta, đó là các thời kỳ sau rốt. Thì ở đây cái dấu hiệu nó là gì? Sẽ có những kẻ nhạo báng, làm theo lòng ham muốn không tinh kính của mình. Đối với ở đây thì anh chị em biết rằng Gia-cơ đã viết cái thư này là cho ai? Phần ở trên câu 1: Giu-đe tôi tớ Đức Chúa Jesus và em Gia-cơ, đạt cho những kẻ được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Đức Chúa Jesus gìn giữ, nguyện xin sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em. Vậy thì Giu-đe viết thư này cho ai? Cho người ngoại hay là cho những người tin Chúa rồi? Những người tin Chúa rồi. Cái việc mà phe đảng hay là cái việc mà nhạo báng làm theo ý muốn không tin kính, nó không phải là bây giờ mới có. Thời Cô Rê đã có rồi, thời Ba La Am đã có rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái điều này nó sẽ gia tăng hơn một cách kinh khủng, đến nỗi người ta coi đó là chuyện bình thường. Điều đầu tiên mà Giu-đe nói đó là cái kẻ này hay nhạo báng, làm theo lòng ham muốn không tin kính của mình. Vậy thì cái từ ở đây nói là nhạo báng có nghĩa là gì anh chị em? Nhạo báng là như thế nào? Như thế nào ạ? À, châm biếm là cà khịa. Còn cách, còn từ nhà nữ nào khác là để mô tả sự nhạo báng nữa không? Đùa cợt, đùa giỡn hả? Không, cái đùa giỡn là vui vui đùa, đó không phải là nhạo báng.
và mỉa mai châm biếm. Thí dụ anh em sống đời sống tin kính thì bị những người không tin kính đó mỉa mai và châm biếm. Ví dụ chúng ta sống đời sống thánh khiết, chưa sống đời sống ngay thẳng, thì người khác lại mỉa mai. Họ không phải mỉa mai cái người sống xấu, mà họ mỉa mai cái người sống tốt. Cái người yêu mến lời Chúa thì họ mỉa mai. Thời này lên tới cung trăng, lên tới sao hỏa, còn ở đó ôm kinh thánh chẳng hạn. Chúng ta thấy có một người vợ của một nhân vật tên là Job. Bà nói như thế nào với ông Job? Cho đến bây giờ mà ông vẫn còn tin kính Đức Chúa Trời à? Phỉ báng Ngài mà chết đi. Tin kính cái kiểu gì mà bây giờ đến nỗi xin lỗi, còn cái quần tà lõn thôi mà ông vẫn còn tin. Đó là cái cách là gì? Nhạo báng. Một nhân vật khác nhạo báng David đó là Simi. Simi nhạo báng David và chửi David, rủa xả David. Đó là cái nhạo báng về cái sự kêu gọi của David, về sự sức dầu của Chúa trên đời sống David. Chúng ta cũng có thể từng bị người khác nhạo báng và chê cười vì đức tin của tôi và quý ông bà chị em. Anh chị em biết vừa rồi ở tại Lộc Hưng xảy ra một cái biến cố mà không ai mong muốn hết. Do có những cái sự bất hòa với nhau và trong một lúc không giữ được cái bình tĩnh, cho nên có sự xung đột xảy ra. Bây giờ người ta đồn rân ra cả ngoài cái huyện Trảng Bàng. Hồi đó cái đạo tin lành hiền lắm mà sao bây giờ đạo tin lành như vậy? Rõ ràng chúng ta cũng bị nhạo báng phải không? Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta sẽ đứng lên chúng ta chống lại họ phải không ạ? Không, vẫn phải chịu nhịn nhục. Vì đến khi cuối cùng, đến lúc Đức Chúa Trời thăm viếng, họ sẽ ngợi khen Chúa. Cho nên có những lúc trong thân thể của Đức Christ, một người có lỗi lầm gì đó, chúng ta cũng bị nhạo báng lây luôn. Và đôi khi cái nhạo báng mà người ta nhạo báng đó là cái việc nó xảy ra trong quá khứ, nhưng bây giờ người ta làm mới lại, người ta lôi lại và ta nói ô cái thằng đó, cái cô đó, cái ông đó, cái bà đó có ra cái gì đâu mà bây giờ bà đặt đứng lên giảng đạo lý. Nhưng đối với chúng ta, đối với Chúa nhìn vào chúng ta thì Ngài không nhìn vào quá khứ của chúng ta, mà Ngài nhìn vào trong hiện tại và tương lai chúng ta, và Ngài sẽ chọn để Ngài sức dầu cho thân bà chị em để chúng ta phục vụ Ngài. Cho nên chúng ta phải chịu đựng điều đó, chúng ta chịu nhìn về điều đó, chúng ta chấp nhận điều đó, chúng ta cũng không đổ lỗi cho anh em mình, chúng không đổ lỗi cho ai hết. Như bản thân của tôi trong những ngày trước đó thì tôi cũng phải làm cái công tác là đi làm cái công tác hòa giải. Chúng tôi đến gặp em này, chúng tôi chia sẻ để gây dựng đức tin, để gây dựng cái tình yêu thương. Tôi gặp em kia, chúng ta chia sẻ để có thể bao dung và để đem lại cái sự hiệp một. Cho dẫu có thể họ có thể không chơi với nhau, nhưng họ vẫn là một người tin ở trong Chúa Giêsu Christ, cùng thân thể Chúa Giêsu. Chúng ta biết một chi thể đau thì cả thân thể đều đồng đau. Một chi thể được vinh hiển thì cả thân thể cũng hưởng được cái mùi thơm lây đó. Vì vậy chúng ta thấy ở đây là những người này họ nhạo báng và họ làm hay là sống theo lòng ham muốn không tin kính. À, anh em lưu ý nha, cái người nhạo báng, những cái thành phần nhạo báng này là họ có bè phái, họ có một cái nhóm, họ một cái hội, mà cái hội đó là gì? Thích làm theo những điều không tin kính. Ngày xưa khi tôi còn ở trong nhà thờ truyền thống, tôi là người đánh đàn ọt, anh kia là người đánh đàn guitar. Và dường như trong một thánh chỉ có hai người biết đàn, tôi với anh đó thôi. Cho nên là thường vào cái ngày mà tập hát, ông thầy, ông mục sư quản nhiệm thì ổng cũng biết đàn, nhưng mà ổng là người tập hát, còn chúng tôi là người đánh đàn. Thì khi mà ổng tập hát và chúng tôi đi sớm hơn để lên, chúng tôi mở đàn ra để chúng tôi tập trước những cái bài nhạc, thì ông đến, ông cúp cầu dao, ông rút điện ra hết. Ông nói giờ này không phải là giờ đánh tập đàn, mà chúng tôi đi trước khoảng chừng nửa tiếng thôi. Ông rút ra hết. Chúng tôi đang đàn ngơ ngác, nhìn ngơ ngác. Thì anh kia mới nói thôi về, hai anh em mình về mày. Thế là anh lấy xe anh chạy về, tôi cũng chạy xe theo, tôi về.
có về, cho chúng tôi chạy ra. Bây giờ ổng coi thường mình ha. Bây giờ để cho ổng tự đàn, tự tập hát luôn. Ha, bây giờ mình đi ra ngoài quán cà phê ngồi luyện phim trưởng. Hai anh em tôi ra ngoài quán cà phê ngồi luyện phim trưởng. Chúng tôi luyện hết một cuộn phim rồi. Chúng tôi đi về, trên đường đi về thì chạy ngang nhà thờ, thấy ông mục sư, ông vẫn đang tập hát như vậy. Và tập hát cái ông xuống, cái ông đàn mấy tự. Cái ông đứng lên, cái ông tập như vậy. Cái ông chạy xuống, ông đàn như vậy. Hai anh em đứng lại, cho đáng cái tội. Tại vì coi thường chúng tôi, cho nên bây giờ đáng đời chưa. Chúng tôi đang làm gì ạ? Chúng tôi đang phe đảng để làm gì? Nhạo báng cái người kia. Đôi khi sự nhạo báng nó không phải cái gì đó lớn lao lắm, nhưng đôi khi cái điều mà đời sống của người đó tinh kính, hay là một cái điều gì đó đã làm được ở trong Chúa, nhưng mà chúng ta thấy là tôi không thích cái người đó, cho nên tôi tìm cái lý do để tôi nói nghịch lại người đó. Đó cũng là một hình thức nhạo báng. Có một người chị em yêu mến Chúa, học lời Chúa. Và tôi nhìn thấy người chị em này tăng trưởng trong Chúa rất rõ. Nhưng mà người chồng cũng là người yêu mến Chúa, người chồng cũng là người thờ phượng Chúa. Nhưng mà người chồng luôn luôn muốn rằng vợ của mình phải coi như là phải nghe theo mình răm rắp, kể cả điều sai cũng bắt cũng phải nghe theo. Người vợ không đồng ý, người vợ nói là không, cái điều này anh làm như vậy là không đúng, em không đồng ý. Dẫu vẫn vấn phục chồng nhưng mà không chịu làm theo cái điều sai của chồng. Ông chồng quay qua nói: học kinh thánh cho nhiều vô, học kinh thánh giỏi lắm mà, học trường kinh thánh mà, tại sao đời sống như vậy? Đó là gì anh chị em? Nhạo báng. Cho nên sự nhạo báng nó có thể từ trong những người tin Chúa và nhạo báng của người ngoài chưa tin Chúa. Người ngoài chưa tin Chúa nhạo báng chúng ta dễ, chúng ta có thể chịu đựng được. Tại vì họ không có Chúa, họ không hiểu về giá trị của thuộc linh, họ không hiểu về giá trị của sự gọi linh hồn. Thì cái việc họ nhạo báng chúng ta, ví dụ như bỏ ông bỏ bà, đó là cách họ nhạo báng. Chúng ta vẫn có thể giải thích cho họ, nhưng có thể họ không nghe. Hoặc là họ có thể nói rằng là ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời, đó cũng là hình thức nhạo báng. Nhưng bạn trẻ em ơi, điều đó không đau. Bởi vì sao? Họ không biết. Chúa Giêsu đừng từng bị vả má. Rồi sao họ nói? Họ bịt mắt Chúa, họ vả má Chúa, họ phun nước miếng vào mặt Chúa. Thì họ bắt đầu tiếp tục nói: nói tiên tri đi, nói tiên tri để coi ai vậy, ai vả má ngươi vậy. Đó là hình thức nhạo báng. Cho nên đâu đó chúng ta thấy ở trong lòng hay là trong tâm thức của chúng ta, mỗi người trong chúng ta đôi khi nó cũng có cái men nhạo báng này ở trong lòng của chúng ta, có phải không? Và chúng ta phải xử lý nó như thế nào? Phần sau chúng ta sẽ nói về vấn đề chúng ta cách xử lý để chúng ta sẽ không còn rơi vào tình trạng đó nữa. Cho nên chúng ta phải chấp nhận một điều là chúng ta có những người ngoài nhạo báng, chúng ta có những anh em đồng lao nhạo báng, chúng ta có những người mà chúng ta từng làm chứng gây dựng tin Chúa, yêu mến Chúa, trở thành người ôm với Chúa, và họ cũng nhạo báng chúng ta. Thì chúng ta là người phải đứng vững ở trong đức tin để không bị những điều đó làm lung lay đức tin của mình. Điều thứ hai ở đây nói là gì? Họ nhạo báng theo cái lòng ham muốn không tin kính. Như vậy những người này là những người tin Chúa, có tin Chúa nhưng mà gì? Không tin kính. Điều này có xảy ra không chị em? Có những người tin Chúa trước mặt hội thánh, trước mặt Chúa họ có một cái cách thể hiện ra, phải nói rằng rất là thánh khiết, phải nói là mình ngạc nhiên luôn. Nhưng đằng sau cái bức màn đó thì hoàn toàn một cái đời sống hoàn toàn khác. Thì đó chính là gì? Đó là cái sự ham muốn đời sống không tin kính. Tôi muốn mô tả cái điều này trong một cái phần kinh thánh ở trong sách Timôthê thứ 2, đoạn 2. Timôthê 2, đoạn 2. Từ câu số 14. Cho đến câu số 18, 14 cho đến 18.
Dạ, chúng ta cùng đọc ạ. Này là điều con hãy nhắc lại và răng bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng: phải tránh sự cãi lẫy về lời nói. Sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tinh kính. Và lời nói của họ như chùm bao ăn lan, Himene và Phê-lê thật như thế. Họ xây bỏ lẽ thật, họ đang sự sống lại đã đến rồi, mà phó độ đức tin của một vài người cách như vậy. Ở đây chúng ta trở lại lưu ý cái câu số 16 đó: hãy bỏ khỏi những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó lại càng sai lạc luôn trong đường không tin kính. Như vậy không tin kính nó không phải chỉ là một sớm một chiều, nhưng nó có một cái đường lối, một cái kế hoạch để đi trong con đường không tin kính mà vẫn tin Chúa. Chúng ta thấy lạ không ạ? Họ vẫn tin Chúa, hỏi họ có tin Chúa không? Có. Nhưng mà lối sống của họ thì như thế nào? Là không tin kính. Và sứ đồ Phaolô viết cho Timôthê nhắc rằng có hai người đây là gì? Là Himene và Phê-lết như thế đó. Xây bỏ lẽ thật và phá đổ đức tin của người khác bằng cách nói Chúa tới rồi, xin sự sống lại tới rồi. Ngày hôm nay rất nhiều người họ đã phá đổ đời sống đức tin của những người tin vào Chúa. Họ nói Chúa Giêsu tái lâm rồi, Chúa Giêsu nhập thể rồi, nhập thể trong cái thân xác của người đàn bà tên là Dương Hướng Mân, người Trung Quốc đó. Bây giờ bà đó ở Mỹ. Và tôi thấy làm lạ trên mạng xã hội, ghi họ ghi cái tên rất là mỹ miều: Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng mà anh em để ý, tất cả những hình ảnh họ làm toàn là hình ảnh 3D đẹp, cực đẹp. Vào đó là thấy là mê mẩn rồi. Nhưng mà khi đọc cái bài viết của họ vẫn chứng dụng Kinh Thánh. Nhưng mà cuối cùng là gì? Họ dẫn người ta vào tin vào một Giê-xu đã nhập thể và lời được trở nên xác thịt lần hai. Họ có một quyển sách gọi là Lời Nhập Thể của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Và cái cuốn đó tương đương với Kinh Thánh. Nghe những lời rất là mỹ miều và cao siêu. Vẫn dẫn chứng Kinh Thánh nha anh chị em. Họ vẫn dẫn chứng Kinh Thánh, chứ không phải là vợ. Cho nên ở đây chúng nói là họ là cái người mà làm cho người ta xoay bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến, rồi phá đổ đức tin cho một vài người cách như vậy. Họ xoay bỏ lẽ thật. Và những người này giống như là gì? Trùm bao ăn làng. Cái từ trùm bao ăn lan có thể là một số người chúng ta khó hiểu không? Nhưng mà một bản dịch khác dịch như thế này nè: và lời nói của họ giống như là hoại tử, tức là cái thịt mà nó bị ăn ruồng và mục nát, ăn tới đâu mục tới đó, ăn tới đâu mục tới đó, hoại tử. Ở trùm bao ăn lan nó không có tấn công cùng một lúc, nó không có chiếm hữu người đó cùng một lúc, nhưng nó như trùm bao ăn lan, nó tác động lên người đó và bắt đầu nó tiếp tục giống như là tầm cái gì, tầm ăn dâu, nó cứ chút vậy đó, và đã phá hủy người ta, phá hủy đức tin bền vững của người ta. Cái này khoảng 2 thập niên thì Đấng Christ An Sang Hồng nổi dậy một cách rầm rộ ở tại Việt Nam, ở thành phố đó, cũng họ cũng lấy một cái tên cũng rất là mỹ miều. Nhưng mà họ thờ phượng một đấng Christ khác, không phải là Chúa Giêsu của chúng ta thờ phượng. Họ thờ phượng một Giêsu khác. Giêsu đó có một danh hiệu Giêsu An Sang Hồng, là một người Hàn Quốc chứ không phải là Chúa Giêsu của chúng ta thờ phượng. Giêsu chúng ta thờ phượng chỉ có Kinh Thánh bày tỏ về chính Ngài và vẻ đẹp tuyệt vời của Ngài ở trong Kinh Thánh mô tả. Và Giê-xu đó hứa rằng Giê-xu đã trở lại để đem chúng ta đi với Ngài và hầu cho Ngài ở đâu chúng ta ở đó. Giê-xu đó có một lời hứa, Giê-xu đó có ban Thánh Linh cho chúng ta trong danh của Ngài để chúng ta nhận lấy Thánh Linh và bước đi trong sự đắc thắng. Giê-xu đó hằng ngày thông tông với chúng ta, dẫn dắt chúng ta qua Thánh Linh, dạy chúng ta trong lẽ thật của lời Ngài đã để lại.
Giê-xu đó luôn luôn cầu thay chúng ta mỗi ngày. Kể cả con dân của Chúa có những lúc chúng ta yếu đuối, thì Chúa là đấng cầu thay chúng ta. Ngài ngồi bên hữu Đức Trời để cầu thay cho tôi và anh chị em. Giê-xu mà chúng ta đang thờ phượng không phải là một Giê-xu chết, không phải là một con người giống như thế gian này, nhưng Giê-xu của chúng ta là đấng, là Đức Chúa Trời, và cũng là người đã chết thế chúng ta, và bây giờ Ngài sống đời đời. Giê-xu đó là tôi và bà chị em tin. Giê-xu đó bắt buộc Sa-tan phải quy xuống và thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Giê-xu đó là tất cả mọi người phải thờ phượng một Giê-xu đó. Không một ai có quyền để thay thế Giê-xu đó. Vì chỉ Giê-xu chỉ có một danh duy nhất để do Đức Chúa Trời ban cho và danh trên hết mọi danh. Khi nghe đến danh Giê-xu thì mỗi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất đều phải quy xuống. Đó là Giê-xu mà tôi và bà chị em đang tôn thờ. Nếu ai đó đến dạy cho anh em một Giê-xu khác, một tin lành khác, anh em đừng bao giờ chấp nhận giùm tôi. Tin lành mà Chúa Giê-xu cho chúng ta có ba điều chính. Một là Chúa Giê-xu chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Hai, Chúa Giê-xu chịu chôn đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Đây là ba điều trọng tâm của Giê-xu của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngoài Giê-xu đó không có ai, không có sự cứu đổi nào đâu. Cho nên người ta có dù cho nói có mỹ miều ở mức độ nào, chúng ta nhớ một điều, dấu hiệu để nhận biết Giê-xu không phải là phép lạ. Phép lạ là đi theo lời giảng, để cập theo lời giảng để làm cho vững đạo. Nhưng mà dấu hiệu nhận biết những người con của Chúa không phải là phép lạ, mà là gì anh chị em? Như thế nào người ta sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa? Là yêu thương. Là yêu thương, là tha thứ, là hiệp một. Tôi mừng vì anh em đã từng có những sự cọ xét ở trong cái chức vụ hầu việc Chúa. Có những lúc bất đồng, có những lúc phân rẽ, nhưng mà anh chị em trở lại trong sự hiệp một yêu thương. Đó là dấu hiệu Giê-xu đang ở trên đời sống của tôi, anh chị em. Chúng ta ngợi khen Chúa vì chúng ta có một Giê-xu đó. Chúng ta yêu thương mà chúng ta hiệp một với nhau ở trong Chúa. Đặc biệt trong thời kỳ cuối cùng này, càng yêu thương càng hiệp một, ma quỷ nó càng nổi giận hơn nữa. Nhưng mà thương bà chị em, không ai có thể phá đổ tình yêu Đức Trời trong chúng ta nổi đâu. Hoạn nạn khốn cùng, bắt bớ đối khách, trần truồng nguy hiểm là gươm giáo, cũng không thể nào phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu mà Đức Trời dành cho chúng ta. Bởi vì sao? Tình yêu đó là thật. Tình yêu đó bằng hành động thực tế, là sự hy sinh thực tế của Chúa Giê-xu cho chúng ta. Cho nên đừng bao giờ chấp nhận những cái gọi là những cái lối dài của cái người không tin kính. Anh chị em thấy chưa, gần mấy tháng về trước, trước Giáng sinh, thì những anh em ở trên cái vùng Tây Ninh cũng có những nhóm khác, anh em khác đến hiệp một. Nói là chúng tôi muốn hiệp một để thông công với anh em, để cầu nguyện với anh em. Chúng tôi mừng vì sự thông công và hiệp một. Nhưng mà trong sự thông công đó, không gây tổn hại cho nhau, thì đó mới là thông công thật. Nếu giả sử tôi đến nhà của anh em, tôi thông công với anh em, mà khi tôi ra về mất cái điện thoại, thì anh em nghĩ sao ạ? Lần sau tôi đến thông công thì anh em mất cái máy laptop thì anh em nghĩ sao ạ? Lần sau thông công nữa mất luôn vợ của anh em thì anh em nghĩ sao ạ? Ngày nay anh chị em thấy có nhiều người vậy đó. Tôi, anh em chú ý một cái điều này nè. Nếu những người nào mà thông công với chúng ta, đến thờ thông công với chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa. Nhưng bắt đầu họ đến từng người, họ xin số điện thoại, họ xin địa chỉ email, họ xin cái messenger, thì tôi xin anh chị em nhắc nhở cho em một điều rằng đừng cho. Tại sao ạ? Tại vì mình có người chăng rồi, mình có hội thánh rồi. Tôi đi đến giảng hội thánh ở bên quận 8, tôi giảng hội thánh cũng được khích lệ lắm. Thì sau đó có một người không hiểu, họ xin được cái số điện thoại của tôi ở đâu tôi không biết, và họ liên lạc với tôi. Dạ thưa mục sư, em ở trong cái hội thánh, sáng nay mục sư giảng đây. Mục sư ơi, em mời mục sư đến khách sạn của tụi em để cầu nguyện cho khách sạn của tụi em. Tôi mới nhắn tin tôi hỏi rằng, ủa tại sao không mời mục sư quản nhiệm để cầu nguyện? Mục sư quản nhiệm của em không quan tâm đến em. Mục sư, tôi thấy em thấy mục sư được ơn, mục sư đến cầu nguyện cho quản nhiệm của em. Tôi mới hỏi rằng, vậy thì em có cho mục sư quản nhiệm biết rằng mời tôi đến để cầu nguyện không? Người đó nói không. Tôi nói vậy thì tôi không đến cầu nguyện. Rồi một người anh em khác,
vợ bị bệnh, ba lần bị động thai và hư thai, thì cái lần tiếp theo đó có thai và cũng bị tình trạng động thai, bác sĩ không cho để đi nhiều và cũng không cho đi lên lầu, tại vì hội thánh nhóm lầu 2 cho nên không cho đi nhóm. Và sau đó kêu tôi để đến để cầu nguyện, thì lúc đó là kêu trước mặt của một mục sư quản nhiệm, thì tôi đồng ý tôi đi qua tôi cầu nguyện. Thì cầu nguyện sau đó giải cứu người chị em đó, vì chị em đó là trước đây từng làm thầy bùa nhưng mà chưa có được giải cứu. Và sau khi giải cứu xong thì cảm ơn Chúa cái thai đã được giữ lại và đến được tới tháng thứ 8 rồi. Nhưng mà tháng thứ 8 khi mà đi khám thì cái thai nó còn ký, mà nó lại cả mỗi ngày nó càng ốm hơn. Bác sĩ nói là 1.000 ca mới có 1 ca, gọi là cái nhau thai không cung cấp được dưỡng chất cho đứa bé, cho nên bắt buộc phải mổ ra bây giờ, nếu không mổ là đứa bé sẽ chết. Thì gọi điện cho tôi kêu tôi đến cầu nguyện. Tôi nói báo cho mục sư quản nhiệm chưa? Người nói là chưa. Tôi nói được rồi, tôi sẽ gọi điện cho mục sư quản nhiệm, tôi xin phép tôi đến tôi cầu nguyện. Rồi tôi gọi điện cho mục sư quản nhiệm, tôi nói mục sư ơi, bây giờ cái anh đó, anh chị đó nhờ tôi đến cầu nguyện và mục sư cho phép tôi đến cầu nguyện không? Tôi chỉ đến cầu nguyện thôi. Ông nói được mục sư, tốt lắm, tại vì mục sư có cái ơn đó thì mục sư cứ đến cầu nguyện đi. Tôi cũng cầu nguyện cho ông với hai chồng đó mà sao nó không kết quả. Thôi bây giờ mục sư đến cầu nguyện đi. Và tôi đến tôi cầu nguyện, cảm ơn Chúa. Cầu nguyện xong thì tôi nói bây giờ đừng đi khám bác sĩ nữa, tin Chúa sẽ cho cái nhau thai nó hoạt động trở lại và nó sẽ cung cấp dưỡng chất cho con của mình. Sau đó hai vợ chồng quyết định là không đi khám bác sĩ nữa. Bác sĩ nói là ngày mai sẽ mổ. Và hôm nay chiều Chủ nhật này là nhóm thờ cùng Chúa xong, thì tôi cầu nguyện xong thì quyết hai chồng quyết định là không mổ. Tôi nói bây giờ anh liệu mổ thì cái kết quả nó là bao nhiêu phần trăm? Anh nói 50-50. Có thể mổ ra không nuôi nổi, nhưng mà cũng có thể mổ ra và nuôi được, nhưng mà rất là khó để mà sống cho nó khỏe được. Nó còn ký à. Thế là cầu nguyện xong, anh quyết định là không đi bệnh viện. Thấy sức khỏe của vợ cũng khỏe bình thường, bụng mỗi ngày mỗi lớn lên. Cho đến hơn một tháng sau, nửa đêm nhắn tin cho tôi, mục sư ơi cầu nguyện cho vợ tôi đang đưa trong bệnh viện để sanh, và chúng tôi cầu nguyện cho anh. Cô qua điện thoại xong, tôi thấy yên lặng, không có một tín hiệu gì. Qua ngày hôm sau cũng không thấy anh nhắn tin gì cả. Tới chừng chiều lại làm sao tôi hỏi, ủa anh ơi vợ anh sanh chưa? Nó ủa cảm ơn Chúa vợ tôi sanh luôn tối rồi, 3,6 kg. Không thể tin nổi. Sau này tôi đi giảng lều tắm đó, tôi thấy nhỏ leo trèo cái bà vợ nắm đi nô rất là hay. Mục sư nó kìa, tôi nói nó là ai? Đó là cái thằng đó, cái thằng mà con ký á, con ký. Nhưng mà chỉ có hơn một tháng 10 ngày sau nó lên 3,6 kg. Lạ lùng lắm anh chị em. Bây giờ hai vợ chồng vẫn hầu vị Chúa tốt ở Phú Nhuận này, họ ở bên một cái hội thánh khác. Cho nên nếu ai đó đến bên em mà không đem đạo của Đấng Christ thì em đừng có tiếp nữa. Chúng ta thấy dân hai sự đồ dân đã nói, nếu người nào đến bên em mà không đem đạo của Đấng Christ thì đừng tiếp họ, đừng chào họ nữa kìa. Cho nên chúng ta cần chú ý là gì? Phải nhìn vào cái người chăn của mình. Người chăn không bao giờ dẫn anh em đi sai đâu. Anh em thấy người chăn đang dẫn anh em đi đúng đường hay là sai đường? Thuộc linh anh em ngày tăng trưởng không? Nhưng đôi khi chúng ta chỉ nghe một cái men kia xong rồi chúng ta quay trở lại, chúng ta tấn công người chăn, chúng ta chê người chăn, chúng ta khinh dễ người chăn. Thì chúng ta biết đó là một cái men lạ rồi. Hãy cẩn thận, đó là đường của người không tin kinh. Trong sách Giu-đe ở trong câu 11 thì nói như thế này: khốn nạn thay chúng nó đã theo đường của Ca-in, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am và bị hư mất về sự phản nghịch của Cô-rê. Ba nhân vật này được nhắc lại trong Kinh Thánh Tân Ước. Ca-in là người dường như là đầu tiên được sanh ra bởi loài người. Cái con đường của Ca-in là con đường gì mà gọi là con đường không tin kính? Chúa kêu dân cái sản vật tốt nhất. A-bên thì dân sinh tế, Ca-in dân thổ sản, là do chính bàn tay lao động của ông làm ra mà. Nhưng mà Chúa lại không nhậm của lễ của ông.
Vậy con đường của Cain là con đường gì anh chị em? Kinh Thánh nói là con đường của Cain là cũng con đường không tin kính. Nhưng mà nó là như thế nào gọi là không tin kính? Nào chúng ta xem ở trong Văn Nhất đoạn 3 thì chúng ta thấy là cái đường của Cain là gì. Từ câu số 11: và lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Chớ làm như Cain là kẻ thuộc về ma quỷ đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của anh em là công bình. Nhưng mà chỗ này chúng ta thấy mở rộng thêm một chút. Tại sao Cain Chúa không nhận cái của lễ của Cain? Bởi vì việc làm của Cain là dữ. Ông có gì đâu dữ. Ông dân thổ sản, ông làm được, cày cấy được, trồng tỉa được, ông có thổ sản ông dân. Nhưng mà tại sao ở đây Kinh Thánh nói gì? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em là công bình. Nhưng ở trên đó là cho chúng ta cái câu trả lời. Việc làm dữ đó là gì? Đó là giết anh em mình hay là ghét anh em mình. Đó là việc dữ. Khi ai đó làm tổn thương anh chị em dễ chúc phước không? Dễ tha thứ không? Tha được. Tha thì được đó. Mà tha lần thứ nhất chưa được, lần thứ hai, lần thứ ba cũng được. Và khi sự công bố sự tha thứ là dọn đường cho sự tha thứ thật. Có nhiều người nói mình cứ công bố tha thứ mà lòng chưa tha thứ, giống như là mình là người giả hình vậy đó. Tôi nói không. Đó là sự cố gắng. Đó là sự vâng phục theo lời Chúa. Chúa kêu tha vì con tha đó. Giống như ông Phêrô vậy đó. Chúa kêu ra ngoài kia thả lưới dưới. Ông nói là sao? Suốt đêm con làm không có một con nữa. Nhưng mà dẫu vậy con vẫn đi, con vẫn tin. Chúa kêu tha thứ đi con. Khó lắm Chúa ơi. Nhìn cái mặt lão mưa rồi, nghe cái tiếng nói là khó chịu rồi. Nhưng mà dẫu vậy con vẫn quyết định tha. Tha lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Giống như mục sư Phan Văn Khải, Tham Văn Khải. Ông nói tôi nói thiệt là lúc mà thầy kêu tôi tha thứ cho thằng đó, tôi tha vì cho đẹp lòng thầy thôi. Nhưng mà tôi tha đến lần thứ 5 thì tôi tha được. Tôi nói đến lần thứ 5 tôi tha được. Như vậy nếu không có lần thứ nhất thì làm sao có lần thứ 5 đúng không ạ? Và ông đã quyết định tha thứ. Tha thứ. Nhưng mà còn yêu thương và chúc phước nữa. Dễ không ạ? Một bữa nào vợ tôi nhắn tin với một người cũng lá từng là anh em, chị em trong Chúa. Nhưng mà người này có những cái lời là đã từng có những lời khó nghe với chúng tôi. Và vợ tôi biết điều đó. Tới chừng nói chuyện người đó mới xin lỗi vợ tôi này kia. Nhưng mà cái lần đến khi mà kết thúc, thường kết thúc cái nhắn tin đó, chúng tôi thường chia sẻ với nhau, dạy với nhau là chúng ta phải nói cái lời Salom. Salom là bình an, Salom là khỏe mạnh, Salom là sự giàu có, sự sung mãn. Nhưng mà vợ tôi nhắn từ Salom, nhắn rồi, bấm rồi mà không gửi. Vợ tôi nói khó lắm, khó, cái từ Salom này khó gửi đi cho cái người đó lắm. Thì Salom em, không, bấm chữ Salom rồi nhưng mà thôi, khỏi gửi. Nhưng mà vừa rồi, vợ tôi bấm, gửi được Salom, cái nhẹ liền cái ngực liền. Có đúng không anh chị? Khi mình chúc phước cái tự nhiên nhẹ cái ngực liền. Còn không nó đắng lòng lắm. Nó nặng cái lòng của mình lắm. Xin Chúa cho chúng ta để không theo cái con đường của người không tin kính. Amen anh chị em. Và cái người mà không tin kính đó, khi họ giữ cái lối sống không tin kính thì họ bị ma quỷ bắt lấy làm theo việc của nó. Cũng trong Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 24 cho đến 26: và tôi tớ của Chúa không nên nuôi tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người có tài dạy dỗ nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy nặng làm theo ý nó. Cho nên nếu chúng ta vẫn giữ cái lối sống không tin kính, mặc dù chúng ta vẫn đi thờ phượng Chúa đó, nhưng mà ma quỷ nó vẫn có thể hoạt động ở trong tâm trí của anh chị em, ở trong cái đồn lý chưa được làm sạch của anh chị em, và nó dẫn dụ cho em làm theo cái đường không tin kính đó, phá hủy hội thánh của Chúa một cách âm thầm mà chính bản thân em cũng không nhận ra nó.
Đó là gì? Cách gì? Gây nên phe đảng. Nó bắt đầu nó kêu nhóm người đi theo. Cùng gọi là gì? Cùng tâm trạng. Giống như tôi với cái anh kia vậy đó. Giận ông thầy. Rồi đi ra kể ông, cho ông nếm cái mùi là không tôn trọng mình. Kể ông. Sau này tôi mới nghĩ thấy thương ông. Xuống đàn, chạy lên đánh dịp, tập hát cho họ thánh. Rồi chạy xuống đàn. Còn trước là chúng tôi đàn, một người guitar, một người ọt. Rồi ông đang chỉ đánh nhịp thôi, ông đàn thôi. Ông tập hát thôi. Còn bây giờ ông vừa đánh đàn, ông vừa tập hát, vừa đánh đàn, vừa tập hát, chạy lên, chạy xuống. Đáng đời chưa? Chúng tôi đang kéo theo một người, rồi kéo theo thêm một người khác, kéo thêm thêm một nhóm người. Chúng tôi quyết định là gì? Thà luyện công chứ không luyện nhạc. Và với cái con đường không tin kính đó, tôi nói chị em, Chúa không bao giờ khinh dễ đâu, chịu khinh dễ đâu. Chúng tôi gieo cái điều đó mà chúng tôi gặt lấy cái điều thất bại trong đời sống của mình. Và chúng tôi đã kịp thời để ăn năn với Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con. Chúng ta trở lại ở phần kinh thánh trong sách Giu-đe. Chúng nó là kẻ gây nên phe đảng thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh. Chúng nó theo phe đảng thuộc về tánh xác thịt, không có Đức Thánh Linh. Chúng ta hiểu gì về câu này không? Cái người có tánh xác thịt là người như thế nào? Điều này rõ lắm. Và cái việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Cái người có tánh xác thịt, nó trong đó nó có những cái phần mà Kinh Thánh liệt kê rồi. Dân dâm mô quế luôn tuồn thờ tượng phù phép. Ở đây không phải nói là sự tình cờ chúng ta lỗi lầm mà chúng ta đang thay đổi. Chúng ta đang được Chúa ngày thay đổi để có một cái thánh khiết theo hành vi. Nhưng mà ở đây là gì? Là họ chọn lối sống xác thịt, phe đảng. Để làm rõ điều này, chúng ta xem ở trong Côn Tô thứ nhất đoạn 3 từ câu 1. Tôi xin đọc anh em giờ theo. Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như người thiêng liêng, nhưng như người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh. Anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói ta là môn đồ của Phaolô, kẻ thì nói ta là môn đồ của Apollo, và anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? À, như vậy thì chúng ta thấy rằng Phaolô mô tả về cái người có tánh xác thịt là gì? Có sự ghen ghét, có sự tranh cạnh và có cái bè đảng. Tôi là môn đồ của Phaolô, tôi là môn đồ của Apollo. Phaolô nói, Phaolô là ai? Apollo là ai? Đây là những tôi tớ Chúa mà bởi kẻ đó anh em tin cậy và đi theo Chúa đã ban cho mọi người. Phaolô trồng ốc, Apollo tưới, như Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau. Mọi người đều nhận cái phần thưởng của mình. Cho nên cái sự bè đảng không phải thời cao sâu đốt này mới có. Thời Phaolô đã có rồi. Nhưng mà cái dấu hiệu bè đảng đó là gì? Là trong đó có sự ghen ghét, trong đó có sự đố kỵ, trong đó có sự tranh cạnh. Nó không phải là sự cạnh tranh để phát triển hội thánh, nhưng mà tranh cạnh có nghĩa là gì? Là hạ người khác xuống để tôi được ngồi lên, chỉ trích người khác, chỉ cái điều xấu, chê cái điều xấu để mình được nâng lên. Thì đó là cái sự tranh cạnh. Còn cạnh tranh là mình càng ngay là càng làm tốt hơn. À, thí dụ người kia làm chứng có người tin Chúa, mình nói vậy là mình phải tìm hiểu coi bí quyết tại sao mà ảnh làm chứng có người tin Chúa vậy. Đó là cạnh tranh để phát triển lên. Còn tranh cạnh là gì? Bắt đầu tìm những cái gì giống như vạch lá tìm sâu, phải không ạ? Hại người đó, hạ người đó xuống.
chỉ trích và lên án, thì đó chính là tranh cạnh, hay còn gọi là tính xác tịch. Họ không tin kính mà họ có tính xác tịch, và phe đảng thuộc về tính xác tịch, và Kinh Thánh nói gì? Không có Đức Thánh Linh. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có những người đó họ vẫn nói sao ạ? Họ vẫn nói rằng Thánh Linh dẫn dắt tôi. Có đúng không ạ? Thánh Linh dẫn dắt tôi, cho nên tôi ghét cái người đó. Có một lần kia tôi đến một cái hội thánh, chúng tôi nhóm gần một cái nhà của người kia. Có hai người, trời mưa vậy đó, đứng và đứng hướng cái mặt vào trong cái nhà thờ đó, và nói tiếng lạ. Tôi thấy nói tiếng lạ, hồi trời mưa ướt, bắt đầu xăng quần lưng lên, vẫn đứng đó, vẫn nói tiếng lạ, vậy đưa cái tay vô cái nhà đó. Thôi, ủa sao cái người này cầu nguyện siêng năng dữ vậy ta, sao mà cầu nguyện mà đến nỗi là trời mưa cũng cầu nguyện luôn. Tới giờ tôi ra đây hỏi, ô các cô ơi, các cô làm gì, các cô đứng đây cầu nguyện mà trời mưa cũng cầu nguyện ấy? Nó không, tôi đâu cầu nguyện, tôi rủa xả cái nhà này. Tôi hỏi, ủa tại sao rủa xả, Chúa đâu cho mình rủa xả? Không, Chúa kêu tôi rủa xả cái nhà này. Thua luôn, không biết Chúa nào. Có hai linh hoạt động, đó là thần lẽ thật và thần sai lầm. Trong thư Dân Nhất chương 4 câu số 6, chúng ta biết thuộc về Đức Chúa Trời, ai nhìn biết Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai chẳng thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Bởi ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Cũng là linh, nhưng mà linh chân thật và linh sai lầm. Linh chân thật là dẫn chúng ta vào trong lẽ thật và tôn cao Chúa Giê-xu. Linh chân thật khi dẫn chúng ta thì linh chân thật đó làm cho bông trái của Ngài được sanh vào trong chúng ta để tôn cao Đấng Christ. Đó là linh chân thật. Linh chân thật đem lớn cái sự yêu thương hòa thuận, dẫu đã từng mâu thuẫn nhưng không hề ghét nhau và chống đối nhau, vẫn yêu thương nhau. Có thể không chấp nhận hành vi làm của người khác nhưng không bao giờ ghét người khác được. Gần đây trong lớp học có người anh em nhắn tới, một sư ơi, tôi không thể nào đối diện với người đó được, tôi nói chuyện với người đó, tôi nói chuyện là không được với người đó. Và tôi nói rằng dẫu cho mình không nói chuyện được nhưng mình không thể ghét được, đúng không anh? Anh nói dạ đúng rồi, không thể ghét được. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa tình yêu đang ở trong chúng ta. Chúng ta có thể không chấp nhận với hành vi làm việc của người đó nhưng chúng ta không thể ghét người đó được. Nhưng có một thứ Chúa cho chúng ta ghét, đó là ghét cái gì anh chị em? Ghét cái áo bị xác thịt làm ô uế. Có nghĩa là cái áo người đó mặc mà cái người đó phạm tội, ghét cái áo đó, vì cái áo đó làm do xác thịt làm ô uế. Chúa kêu ghét luôn cái đó. Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta phải ghét anh em mình, mà chúng ta phải yêu anh em mình. Như vậy cái vấn đề nói về không có Đức Thánh Linh ở đây có nghĩa là gì? Ủa, nếu như họ là người tin Chúa Giê-xu, tại sao họ không có Thánh Linh? Thư này Giu-đea viết cho những người có Chúa mà, những người tin Chúa mà. Thực ra họ là tánh xác thịt nhưng mà họ con đỏ, có nghĩa là họ có sanh vào trong nước Chúa không? Họ đã từng mở lòng để tiếp nhận Chúa Giê-xu không? Họ có. Mà nếu theo tiêu chuẩn Kinh Thánh, theo tinh thần Kinh Thánh, thì một người tin nhận Chúa Giê-xu thì Thánh Linh ấn chứng trong lòng người đó. Đó là cái giá của sự cứu chuộc, cái sự đảm bảo cho cái đức tin của người đó cho đến ngày Chúa Giê-xu. Nhưng mà những người này thì nói sao? Những người này không có Thánh Linh. Chúng ta nhớ rằng chúng ta có hai cái mức độ để nhận Thánh Linh. Mức độ thứ nhất đó là nhận Thánh Linh của ân điển, đó là Thánh Linh của sự cứu rỗi. Tất cả mọi người tin Chúa đều nhận được Thánh Linh ân điển hết. Mà Thánh Linh ân điển mới ấn chứng cho chúng ta đến ngày cứu chuộc. Các môn đồ đầu tiên khi Chúa Giê-xu sống lại thì Ngài hà hơi trên các môn đồ và nói rằng hãy nhận lãnh Thánh Linh. Ở trong Giăng đoạn 20 câu 22. Và họ nhận lấy Thánh Linh, đó là Thánh Linh ân điển, Thánh Linh sự sống. Bởi vì trước khi Chúa Giê-xu Ngài chết và sống lại thì họ chưa được tái sanh. Nhưng bây giờ họ được tái sanh qua Thánh Linh của ân điển. Cho đến ngày lễ ngũ tuần, Chúa kêu hãy chờ cho đến ngày được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Thì họ chờ đợi để Thánh Linh được ban xuống.
đổ đầy trên đời sống của họ, và họ được ngập tràn trong Thánh Linh, họ đi ra giảng trong quyền năng, và Thánh Linh dẫn dắt họ sống động trong đời sống của họ từng chút một, nhạy bén từng chút một trong đời sống của họ. Như vậy ở đây nói rằng không có Đức Thánh Linh, điều này nói lên cái gì? Nói lên về sự dẫn dắt của Thánh Linh của Chúa. Không có. Về ân điển họ tin Chúa, họ có sự ấn chứng, nhưng mà sự dẫn dắt của Thánh Linh họ không có. Tại vì sao? Bởi vì họ đã để cho xác thịt dẫn họ rồi. Đôi khi họ lầm lẫn xác thịt cũng là Thánh Linh, và họ đã làm theo tánh của xác thịt, và họ vẫn nói là gì? Tôi làm theo ý Chúa. Phao-lô đã từng cho chúng ta một cái hình ảnh có những người lấy bụng mình làm Chúa mình. Chúng ta không mở rộng ở chỗ này, nhưng chúng ta muốn cho mọi người cùng biết được rằng mình cần để Thánh Linh của Đức Trời dẫn dắt trong đời sống của chúng ta. Và nếu một người có đời sống yêu thương và hiệp một, đó là dấu hiệu của sự dẫn dắt của Thánh Linh. Bởi vì trái của Thánh Linh là yêu thương. Bây giờ chúng ta đến phần 2 của bài học này. Để làm sao để chúng ta có một cái chiến lược sống một cách mạnh mẽ. Trong câu 20, Kinh Thánh kêu gọi chúng ta là hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình. Hay là tự xây dựng, tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình. Và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là cần xây dựng cái đức tin, xây dựng trên nền đức tin rất thánh. Nền đức tin rất thánh đó chính là lời của Chúa. Tại vì chính lời Chúa sản sinh đức tin cho chúng ta. Theo Roma đoạn 10 câu 17. Và nền đó chính là Chúa Giê-xu cũng như là lời của Đức Chúa Trời. Và thông qua sự cầu nguyện trong Thánh Linh, trong bản tiếng Việt của chúng ta đó thì dịch đó là nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Nhưng trong bản tiếng Anh thì ghi như sau: Praying in the Holy Ghost là có nghĩa là gì? Cầu nguyện trong Thánh Linh. Làm sao để có thể gây dựng đức tin của mình? Chúng ta còn nhớ cái vũ khí mà Chúa cho để chúng ta gây dựng đức tin không? Người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với mình, với người ta, bèn là nói với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, vì trong tâm linh mà người đó lời mầu nhiệm. Và người nào nói tiếng lạ là tự gây dựng chính mình. Cho nên chúng ta có lời của Đức Chúa Trời là nền đức tin rất thánh, và chúng ta có sự cầu nguyện trong Thánh Linh để xây dựng cái đời sống thuộc linh của tôi và chị em vững mạnh ở trong Chúa. Không phải chỉ có lúc mà kiêng ăn cầu nguyện chúng ta mới có đó lối sống cầu nguyện, mà cũng không phải là ở nhà cứ mỗi ngày từ sáng đến chiều chúng ta cứ nói tiếng lạ, không phải như thế. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta có một cái đời sống thông công với Ngài, có một cái mối tương giao với Ngài liên tục, không có một cái sự ngắt quãng nào cả, không có bị mất sóng tạm thời. Vừa rồi internet tự nhiên mất sóng, mọi người cố buồn, ủa tụi nó ai ăn cắp cái nick của mình, ai nhờ là bị mất ngắt luôn. Và anh chị em biết mới đây, gần đây ở châu Âu, thình lình cả khối châu Âu tự nhiên mất tín hiệu GPS. Ai làm cái đó vậy? Tức là nó làm nhiễu sóng luôn, nó làm chặn luôn cái sóng GPS của Mỹ đang vệ tinh bay xung quanh trái đất đó. Mất luôn cái tín hiệu đó. Mà mất tín hiệu đó coi như xe đang chạy lạc đường luôn. Mấy xe mà tự lái là đụng ta luôn. Thử một cái cho biết là tôi có thể can thiệp được vào đó. Anh chị em có nghĩ rằng có những lúc nào ma quỷ có thể chen vào cái sóng thuộc linh của chúng ta, làm cho chúng ta bị ngưng mà khó không kết nối với Chúa được không? Có không ạ? Có đó. Lúc giận dữ kết nối được không? Mất kết nối tạm thời.
Cho nên chúng ta phải làm sao để làm xây dựng cái đức tin đức thánh. Mà Chúa nói là gì? Chúng ta hãy tự lập. Chúa cứu chúng ta rồi, Chúa trao chúng ta cái quyền rồi, Chúa trao chúng ta lẽ thật rồi, chúng ta Chúa ban ơn sức dầu chúng ta rồi, Ngài ban cho chúng ta bắp tên cho Thánh Linh rồi, Ngài cho chúng ta tiếng mới rồi. Và cái từ quyền phép đó trong tiếng Anh là từ dynamic, nó là dynamo, nó ra từ gốc từ dynamo, có nghĩa là cái máy phát điện. Bây giờ có máy phát điện mà chúng ta không phát thì không có điện xài. Anh em thấy chúng ta xài điện thoại này, chúng ta sạc đầy pin từ sáng tới chiều, chiều tới chừng mà nó báo đỏ, nó kêu là kết nối cục sạc, kết nối cục sạc, mà chúng ta không chịu kết nối, thằng nghe nó càng cạn kiệt hơn nữa, cuối cùng nó rồi xong. Ai gọi mình cái ỏi e ngoài vùng phủ sóng. Bây giờ làm sao? Chạy ra mua cái điện thoại mới phải không? Đâu có. Lấy cục sạc ra, gắn vô cái nguồn điện. Hallelujah. Đầu điện nó chạy lên. Bật nguồn trở lại. Anh sẽ hiểu điều này không? Chạy đi đâu bây giờ? Quỳ gối xuống là xong. Nhưng mà khỏi cần quỳ gối. Không quỳ gối cầu nguyện nạp điện được không? Được hết. Tự nhiên có lúc nào tự nhiên ta cảm thấy bị sập nguồn không? Tự nhiên mất kết nối không? Tự nhiên cảm thấy sao nó không còn hy vọng không? Tự nhiên cảm thấy là tự nhiên sao mình không có cái hướng nào đi không? Quá. Lúc đó là đang hết điện. Hãy bắt đầu sạc điện lại. 5 phút chưa đủ, 10 phút chưa đủ, nửa tiếng, 1 tiếng. Rồi, chúng ta cảm nhận một dòng sông sự sống bắt đầu tuôn tràn trở lại. Đó là bắt đầu chúng ta có điện Thánh Linh trở lại rồi đó. Không cần chạy đi xa. Không cần phải mua vé đi qua Israel. Nhưng mà tại nơi mà chúng ta đang sống, chúng ta bắt đầu kết nối trong Thánh Linh. Nhiều khi tôi, vợ tôi, chúng tôi đi đăng như vậy, nhưng mà nhiều khi tôi sập nguồn hay là vợ tôi sập nguồn là tự bơi thôi. Tôi vừa lái xe rồi, ôi sao lại thấy đi cái sức có tao mà ngồi tôi đi xin tôi đi cầu nguyện trong Thánh Linh. Vợ tôi cũng vậy, đang ngồi cái bên cái, thế là vợ tôi cũng cầu nguyện trong Thánh Linh. Tôi biết rằng đang cần có cái sự dẫn dắt, cần có một nạp lại năng lượng thuộc linh ở trong Chúa. Đấy, Chúa cho chúng ta cái phương pháp rồi. Hãy tự lập trên nền đức tin rất thánh của mình lời của Đức Chúa Trời và hãy cầu nguyện trong Thánh Linh. Amen anh chị em. Hãy cầu nguyện trong Thánh Linh để không một ai sập nguồn hết. Amen. Luôn luôn kết nối được, gọi cho ai cũng được, chứ đừng có hỏi. Có cái máy sẵn rồi, có cái DMO trong đời sống chúng ta rồi, ân tứ tiếng lạ Chúa cho rồi, và chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Tôi khích lệ lúc mà sập nguồn chỉ cầu nguyện tiếng lạ thôi, đừng cầu nguyện xin gì hết trơn á. Lúc mà thấy nó mất năng lực rồi phải không, thì cầu nguyện tiếng lạ. Cầu nguyện, cứ cầu nguyện tiếng lạ anh chị em. Tại vì tâm trí chúng ta không can thiệp vô cầu nguyện tiếng lạ được. Lúc đó chúng ta cầu nguyện trong linh, năng lượng thuộc linh sẽ được có lại. Đúng, ma quỷ không biết. Không biết, tự nhiên sao mình làm cho nó sập nguồn, mà sao giờ thì nó nói cái gì không biết, mình như bắt đầu nó ngồi lên lại rồi. Mà nó càng nói tự nhiên thấy nó ngồi lên nữa. Wow. Không biết dùng cái chiêu gì nữa. Nó bắt đầu nó kêu thông dịch, nó kêu chỗ này chỗ kia đủ thứ, nó kêu tất cả là mấy trăm thứ tiếng, mấy chục ngàn thứ tiếng trên thế giới mà nghe mà cũng không hiểu luôn. Nó viện trợ quỷ phương Tây xin visa về Việt Nam để dịch cho mấy người, cho người này, nhưng mà cũng không hiểu luôn. Chúng ta biết cái vụ mà quỷ phương Tây xin visa về Việt Nam ào ào không? Dạ, ông nói tôi thương lắm. Quỷ phương Tây thương lắm. Ở bên đó người ta cúng bông không à, không có ăn được. Cho nên ở Việt Nam có cúng cơm. Cho nên quỷ phương Tây nó xin visa nhập vào Việt Nam ao 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 vậy đó. Nó tào lao gì vậy đó, nhưng mà người ta tin. Cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy bắt đầu cầu nguyện cho nó lên. Không phải chỉ ở đây thôi. Chúng ta ở đây chúng ta được cái sự tương giao, chúng ta được hát thờ phượng Chúa, chúng ta được ngập tràn trong Thánh Linh. Nhưng chị em ơi, mỗi ngày làm sao chúng ta luôn luôn có dầu và có lửa của Chúa ở trên đời sống của mình.
đừng để cho nó tắt. Lúc nào thiếu dầu thì la lên, lúc nào mất cái rìu thì la lên. Ơ, tôi có mất cái rìu rồi, tôi mượn nó, tôi mất rồi. Để chi vậy? Có người biết. Elise chặt khúc cây quăng xuống cái chỗ mà cái rìu nó chìm đó, cái lưỡi rìu nó trở lại liền. Đốn cây mà không có cái rìu thì sao? Cầm cái cùi vậy mà đốn thì làm sinh nào ra mấy người đó cái cây, đúng không ạ? Đi ra đi truyền giáo mà không có cái sức dầu của Chúa thì sao truyền giáo? Cho nên phải làm sao kiếm được cái rìu, sự sức dầu của Chúa phải được trở lại trong đời sống của tôi và chị em. Amen chị em. Nói người bên cạnh, phải làm sao cho đầy lửa đầy dầu, đừng sập nguồn, đừng để sập nguồn. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Đừng để cho sập nguồn. Nha, đừng để cho sập nguồn. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Điều này trách nhiệm thuộc về chúng ta. Chúng ta đừng nói Chúa ơi làm cho con được mạnh mẽ không. Ở đây đã có rồi. Cầu nguyện cho thánh linh. Nếu như chưa có, hãy kêu các tên đó Chúa đến để giúp cho mình để cầu nguyện để có cái máy phát điện phát trở lại. À, có một người anh em như này, hồi đó tôi cầu nguyện tiếng lạ, tự nhiên xong giờ tôi mất tiêu tiếng lạ rồi. Tôi nói tiếng lạ không có mất, tại vì mình không sử dụng cho nên mình nó mai một thôi chứ không mất, nó nằm đó đó. Anh chị em có tưởng tượng nhiều khi đồ đạc mình để lâu mình không xài, nó bụi bặm lấy ra nó chết, nó không chạy được, thì bây giờ làm sao? Chà rửa, nhỏ dầu vô, phải không ạ? Chỗ nào nó bị xét, bị ten, chà nó. Rồi cuối cùng là gì? Nó chạy trở lại thôi. Cho nên hãy làm sao để luôn luôn, nhà chúng ta phải luôn luôn có điện, thân thể mình phải luôn luôn đầy dậy thánh linh của Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Bây giờ chúng ta đến cái phần thứ ba, nó đi gì? Là hãy giữ mình trong sự yêu mến của Chúa Trời và trong đời sự thương xót của Chúa Jesus chúng ta cho được sự sống đời đời. Như vậy phần ở trên thì nói là gì? Chúng ta cũng phải tự lập lấy. Tự lập lấy. Như vậy cái người lãnh đạo cần phải giúp cho dân sự để lập đức tin. Người lãnh đạo cao hơn cũng giúp cho dân sự của mình lập nền đức tin một cách mạnh mẽ. Trong tháng này chúng ta có bồi linh 3 ngày, đặc biệt là nhân sự nguồn. Và anh em sẽ trở về, anh em được chúng ta học bồi linh 2 ngày và 1 ngày tôi sẽ giúp đỡ cho anh em về những cái phương cách để chúng ta biết và làm sao làm những cái nghi lễ ở trong hội thánh. Vừa rồi đám tang ở trên Gia Lai chỗ Silver, một tín đồ Silver ở trên Silver. Tôi và chồng tôi phải lái xe liên tục để đến đó, bởi vì trên đó chưa có người biết làm đám tang, mà cái bà cụ này là 95 tuổi, cho nên là các em nó nói là theo phong tục của tụi con còn trẻ lắm không làm đám tang cho bà được, cho nên mục sư phải lên làm đám tang. Và ở giữa lòng là Công giáo, chỉ có 4 gia đình tin Chúa thôi chứ. Tôi vợ tôi đi lên trên đó để làm đám tang, mà sau đó tôi nghe được cái sự phản hồi lại, họ rất vui mừng bởi vì cớ rằng qua lời Chúa họ được khích lệ, họ được an ủi. Và cái lễ tang đó đặc biệt đó là gì? Là nhiều anh chị em gửi cái sự dự phần về và họ được cái sự khích lệ. Tôi nói anh chị em họ nghèo không còn cái chỗ, không còn cái chỗ nào nghèo hơn nữa. Nhà chả có gì ngoài có cái chòi nhỏ và cái tấm phản bằng tre tầm vong nằm lên và có cái mền, tại vì trước đó lúc đó trời đó nếu mà trời lạnh thì lạnh lắm, phải có cái mền. Nhưng mà họ rất trung tín yêu mến Đức Chúa Trời. Tôi có chia sẻ cái bài của chúng tôi đó, tôi nói rằng là họ có cái nhà trên đất này không có gì cả, nhưng mà họ giữ trung tín cho đến chết, họ có nhà đời đời trên trời. Cảm tạ Chúa. Cho nên em ơi, tự lập đức tin của mình là cần thiết. Và chúng ta phải có trách nhiệm để dạy cho anh em khác, để họ cũng lập đức tin của mình một cách mạnh mẽ. Người đi trước dạy người đi sau, cứ như vậy, cứ liên tục như vậy. Để chi vậy? Có nhiều người trách, ủa tại sao hồi đó mục sư thường hay đến với chúng tôi tính thăm nhà, năm nào cũng thăm nhà, bây giờ lâu thiệt lâu vẫn chưa thăm. Tôi nói ngày xưa có mấy chục người thôi, 30 người, 40 người tôi đi thăm hết được, bây giờ đông quá rồi sao thăm được. Thì tôi phải chăm sóc những người ở trên, những người anh em đều có người lãnh đạo, tuần nào cũng có một sư giảng, tuần nào cũng có những người nhân sự để thăm viếng chăm sóc. Anh em có người thăm viếng chăm sóc rồi, tôi phải quan tâm chăm sóc những người ở trên anh chị em. Để chi vậy? Để
mỗi người chia phần ra để chúng ta đỡ vất vả. Và trong cái điều thứ hai này, đó là chúng ta phải giữ sự yêu mến Đức Chúa Trời. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Vậy thì bây giờ tôi hỏi anh em nè, ai giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời? Chúa hay là mình? Dạ. Ở trên thì ai lập nền đức tin rất thánh? Ai à? Ai lập? Mình lập. Nhưng mà trên nền đức tin là Chúa, là lời Chúa. Nhưng mà ai lập? Mình lập bằng cách là gì? Cầu nguyện trong Thánh Linh và lời của Chúa Trời. Rồi cái tiếp là gì? Giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Ai giữ? Mình giữ. Bây giờ tôi đang khát nước mà tôi kêu vợ tôi, em uống nước giùm anh đi. Vợ tôi uống thì vợ tôi hết khát. Vợ tôi ăn thì vợ tôi no. Không thể nào vợ tôi ăn mà tôi no được. Nhưng mà ăn lời Chúa thì sao? Các cô trong khóa học buổi trưa nay đọc hết sách Tân Ước chưa? Như vậy ăn thì cô Trang ăn, cô Trang no. Tôi mới ăn tới sách Công Vụ cho nên tôi no lưng lửng. Chúng tôi trong cái lớp buổi trưa chúng tôi cùng nhau đưa ra một cái giống như là một cái thách thức với nhau. Trong một tháng đọc hết Tân Ước. Thật ra chừng 2 tuần là cô này đọc xong Tân Ước rồi. Rất là nhanh. Sau Tân Ước chúng tôi sẽ có thách thức mới. Làm sao trong một tháng, một năm phải làm sao ít nhất đọc được một lần Kinh Thánh. Và chúng ta cứ liên tục như vậy. Thậm chí chúng tôi có lúc chúng tôi lên trong một năm là 2 lần đọc 2 lần Kinh Thánh. Từ sáng đến kia đến khải quyền. Và tôi nói nếu chúng ta chuyên tâm một năm chúng ta đọc 4 lần Kinh Thánh vẫn đủ. Vẫn đủ thời gian đọc 4 lần Kinh Thánh. Chuyên tâm á. Như vậy là để giữ cái đời sống yêu mến Đức Chúa Trời thì chúng ta phải là người quyết định đó. Khi anh chị em quyết định đi đến đây để cùng nhau thờ phượng Chúa, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau ca ngợi Chúa, đó là một cái quyết định. Mà chúng ta cũng quyết định khi nghe lời Chúa để mở lòng ra thì lời đó sẽ đem lại sự sống cho tôi và anh chị em. Còn nếu chúng ta quyết định đóng miệng lại, chúng ta sẽ không bao giờ no được đâu. Cho nên đời sống tinh kính cũng vậy, sự yêu mến Đức Chúa Trời cũng vậy. Đó là một quyết định của cá nhân. Con quyết định sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Con quyết định là sống kính sợ Chúa. Daniel và ba bạn của ông dù cho được một cái lệnh là phải quỳ xuống trước tượng Nebuchadnezzar khi tiếng càn thổi, nhưng trong lòng họ quyết định gì? Họ quyết định không quỳ xuống. Khi họ được cho những thức ăn ngon và thức uống của vua thì họ quyết định làm sao? Không ăn thức ăn của vua, không uống thức uống của vua, bởi vì những thứ đó đã dẫn cho hình tượng. Cho nên kính sợ Đức Chúa Trời đó là một quyết định. Đừng đổ cho Chúa. Chúa ơi, Chúa giữ con để con đừng phạm tội. Chúa ơi, Chúa giữ con để đừng phạm tội. Nhưng mà cái mình thì cứ đi tới không. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ rơi vào trong cái bẫy của ma quỷ. Nhưng chúng ta phải là người quyết định. Cái quyết định đó là một cái sức mạnh. Kinh Thánh nói gì? Khi loài người quyết định, Đức Chúa Trời cũng không can thiệp vào trong quyết định đó. Cho nên chúng ta quyết định sống đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Dạ. Là một người hầu việc Chúa, tôi nói cho em, nếu chúng ta thích ăn chơi, cứ ăn chơi đi, đừng vừa ăn chơi vừa hầu việc Chúa. Đúng không ạ? Thích chơi cho thỏa dạ đi. Thích chơi cho thỏa cái tuổi thiếu niên của mình đi. Đừng hầu việc Chúa mà vừa hầu việc Chúa mà chơi bời. Không có được. Chúng ta hầu việc Chúa đã là hầu việc Chúa là chúng ta phải làm sao rèn luyện để trở thành một cái đức tính của một người hầu việc Chúa. Anh chị em có thể thất bại từ hồi quá khứ, nhưng bây giờ chúng ta hãy bước dần đến cái chỗ để làm gương cho tín đồ. Chúng ta không phải là một người phải chờ để sửa sai, để cầm tay chỉ việc nữa. Nhưng chúng ta là những người để sống làm gương cho tín đồ. Mà sứ đồ Phi-e-rơ nói gì? Làm
gương cho cả bầy. Giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời. Và cuối cùng là gì? Đó là trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jesus chúng ta cho được sự sống đời đời. Chúng ta thấy sự sống đời đời có hai điều mà Kinh Thánh có nói cho chúng ta ở trong sách Giăng nhì câu 8. Chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Và trong Roma đoạn 8 câu số 17 là chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Hai cái này nó khác nhau. Trước đây tôi đọc tôi tưởng là giống nhau, nhưng sau khi nghiên cứu thì không phải là giống nhau mà là khác nhau. Kế tự Đức Chúa Trời đó là được danh phận làm con, là chúng ta được quyền thừa kế rồi, và chúng ta được cứu rồi, được cứu nhờ ân điển bởi đức tin, không cần việc làm gì cả, không cần đủ tốt xấu gì cả. Tin Chúa và giữ đức tin thì chúng ta sẽ được. Nhưng được dự phần vào cơ nghiệp của Đấng Christ thì phải làm sao ạ? Chịu khổ. Cái từ đồng kế nghiệp có nghĩa là tham gia vào, dự phần vào, tức là có phần ở trong đó. Hebreo đồng 12 câu 28, chúng ta có phần trong vương quốc không rung động của Đức Chúa Trời. Và là Philip 3 câu 10 là chúng ta dự phần vào trong thông công trong thương khó của Chúa Giêsu. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy là chúng ta trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Christ cho chúng ta được sự sống đời đời. Như vậy cái sự sống đời đời mà anh chị em có khi anh em tiếp nhận và anh em duy trì sự sống đời đời bằng cách đức tin của chúng ta được kết nối và cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại, thì ở đây nói gì? Trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Christ để chúng ta được sự sống đời đời. Thật ra tất cả tôi và chị em được cứu không phải bởi khả năng của mình, mà chúng ta được cứu nhờ ân điển, tức là sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Anh chị em muốn được cứu hay là muốn được cứu và được phần thưởng? Anh chị em muốn chỉ muốn được cứu dường như hoa lửa hay là muốn được cứu và được đồng kế tự với Đấng Christ? Có những người hầu việc Chúa nhưng mà cuối cùng là được cứu dường như hoa lửa. Tại vì sao? Bởi vì họ không dám trả giá, họ không dám chịu khổ với Đấng Christ. Đi hầu vì Chúa mà đi ra trời khó khăn chút xíu là lui rồi, mới bắt bớ tôi tí xíu là nhăn mặt rồi, là lui đi rồi. Mà họ thánh cử đi, sai đi ở vùng này vùng kia, thôi tôi không được kêu gọi ở vùng đó, tôi được kêu gọi ở Sài Gòn, tôi được kêu gọi ở trong cái máy lạnh. Thật ra một khi chúng ta đã được Chúa chuộc để thuộc về Ngài, anh chị em còn quyền trên thân thể của mình không? Còn không à? Nói thiệt đi à? Còn quyền không? Kinh Thánh nói rằng anh em được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vậy anh em không thuộc về chính anh em nữa. Tại vì chúng ta được chuộc mà. Chúa trả cái giá để chuộc chúng ta, thì bây giờ chúng ta phải thuộc sở hữu của Ngài chứ. Như vậy Ngài sai đâu chúng ta đánh đó, phải không ạ? Tôi có một người anh em tôi, ông này hầu vị Chúa bên Sime, và ông đang lãnh đạo hội thánh rất là thành công ở tại Tân Phú. Chắc lẽ một số anh chị em biết mục sư Trần Thế Thiên Phước, có ai biết không? Có ai biết mục sư này không? Dạ. Và ông đã được kêu gọi để về tổng liên hội để làm ở trong văn phòng tổng liên hội, nhưng ông quyết định xin không làm. Ông xin trở thành truyền đạo tình nguyện qua bên Lào, mở hội thánh bên Lào. Giờ giả sử có ai Chúa kêu giờ bây giờ đi qua bên Lào để mở thánh bên Lào, anh chị em sẵn sàng đi không? Nếu Chúa kêu sẵn sàng đi không? Sẵn sàng không? Giờ Chúa kêu nói bây giờ con đi qua chắc cả đầu để mở hội thánh, đi không? Hảo đi không? Hả? Chú ơi con chưa có vợ, chú cho chồng con có vợ đi rồi con mới đi được. 2004 tôi đã từng đi Lào hầu vị Chúa bên đó. Và cái chiến lược của chúng tôi là qua huấn luyện, chứ không phải là qua truyền giảng. Huấn luyện để cho chúng có nhân sự để đi hầu vị Chúa. Chúng tôi đi như vậy 2 năm liên tục.
Và sau đó năm 2009 chúng tôi đi qua Campuchia, 2011 đi Campuchia để mà ở cái điểm huấn luyện bên đó. 2017 tôi cùng với lại một em nữa với lại cô Ngọc, chúng tôi cũng đi qua Campuchia. Nhưng mà từ 2017 đến giờ muốn trở lại Campuchia nhưng mà chưa lại trở lại được. Và ở đó cũng có những anh em qua đó, chúng tôi cũng huấn luyện được một lớp cũng khoảng mười mấy người rất là trung tiến, họ đang kết quả. Nhưng sau đó thì Covid xong là chúng tôi dừng lại luôn cho đến bây giờ luôn, chưa trở qua lại. Cho nên xin Chúa cho để rồi tôi và anh chị em có thể sẵn sàng bước đi, bởi vì chúng ta thật sự chúng ta đã được Chúa cứu và chúng ta được Chúa ngày thương xót. Chúng ta làm công việc của Chúa được cũng là nhờ ơn thương xót của Ngài chúng ta mới làm được. Chúng ta trang bày được cũng là nhờ ơn thương xót của Chúa. Vì vậy, làm sao cho chúng ta luôn luôn giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, lắp đức tin của mình cho nên đức tin rất thánh, và đồng thời chúng ta mong đợi hay là hy vọng sự thương xót của Chúa luôn ở trên đời sống của con để được sự sống đời đời. Sự sống đời đời là quan trọng nhất trong đời sống của người theo Chúa. Và điều cuối cùng là gì? Là chúng ta cũng phải giữ mình trong những cái lối sống không phạm tội. Khi chúng ta sửa phạt người khác, ở đây nói gì? Hãy trách phạt những kẻ này là hay kẻ nghi ngờ, hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ khỏi lửa. Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm cho ô uế. Một người có lối sống tin kính, xây dựng đức tin vững chắc mà bước đi trong sự thánh khiết của Chúa, lòng yêu mến Chúa, thì chúng ta cũng không thể đồng hóa với những đời sống tội lỗi. Đối với những người tội lỗi, đối với những người phạm tội, thì Chúa khuyên chúng ta đó là gì? Trách, rồi gì nữa? Mà cứu, vớt họ ra và hướng dẫn họ, thương họ nhưng mà lẫn với sợ và ghét tội lỗi. Chúng ta bao dung nhưng không bao che tội lỗi. Đó là cái câu dễ nhớ nhất, anh em nhớ, làm một người hầu vì Chúa. Chúng ta bao dung với người có lỗi lầm nhưng không bao che tội lỗi. Vì vậy phải có một cái biên độ để cho anh em có cơ hội để sửa sai và trở lại trong sự đúng đắn. Và cũng có ngày cho anh em ra tù, chứ đừng có chung thân. Có những cái lỗi lầm mà người ta sai và thế là chung thân luôn. Tôi mất cười lắm. Tôi có người bạn hầu vị Chúa ngoài miền Bắc bị hội thánh ngày đó cách chức, và thế là hội thánh miền Nam tiếp nhận. Và họ hầu vị Chúa ở miền Nam rất thành công. Họ trở ra miền Bắc họ hầu vị Chúa thành công hơn khi họ ở trong giáo hội nữa. Rồi những mục sư ở giáo hội miền Nam bị cách chức, bị dứt phép thông công, thì mục sư giáo hội miền Bắc tiếp nhận và họ ra vào đó hầu vị Chúa kết quả hơn. Ngọt không? Người mục sư miền Bắc bị dứt phép thông công thì mục sư miền Nam, giáo hội miền Nam tiếp nhận. Mục sư của giáo hội miền Nam bị dứt phép thông công, mục sư miền Bắc tiếp nhận. Và những người mà bị dứt phép thông công đó lại là những người hầu vị Chúa kết quả hơn. Tại sao vậy? Những người mà bị dứt phép thông công đó họ phạm lỗi nặng mới là dứt phép thông công chứ. Nhưng mà tại sao hầu vị Chúa cấm họ không hầu vị Chúa? Có cấm được không? Không cấm được. Tại vì sao? Họ yêu Chúa. Họ có lỗi lầm, họ có sai đó, nhưng họ yêu Chúa. Giống như ông David vậy. Kiên ăn cầu nguyện đó, 7 ngày đó, mong là đứa con sống, nhưng cuối cùng đứa con cũng chết. Nhưng mà ông vẫn yêu Chúa. Và khi cho ông 3 lựa chọn, một là bị kẻ thù, hai là bị tai họa, ba là sa vào tay Đức Chúa Trời. Chọn cái nào? Cho có tôi xa vào tay Đức Chúa Trời. Bởi vì trong Đức Chúa Trời có sự thương xót. Xin Chúa giúp đỡ để tôi và anh chị em, chúng ta sẽ có một chiến lược để sống trong cái thời đại cuối cùng này. Amen. Hãy tỉnh thức đối với những cái đạo lạc. Chúng ta không phải là dè chừng, nhưng mà chúng ta sống trong sự tỉnh thức và khôn ngoan, giữ sự hiệp một ở trong thánh linh của Đức Chúa Trời. Đừng để cho ma quỷ nhân dịp để khiến chúng ta làm theo ý nó mà chúng ta không biết. Nhưng về phương diện cá nhân thì có mấy điều. Thứ nhất là gì? Xây dựng, tự lập đức tin. Xin lỗi, tự lập
trên nền đức tin rất thánh của mình và sự cầu nguyện trong thánh linh. Tiếp theo là gì? Giữ sự yêu mến Đức Chúa Trời để sống chúng ta. Cuối cùng là gì? Luôn luôn trông đợi sự thương xót của Chúa Jesus Christ để chúng ta được sống ở đời. Amen chị em. Xin Chúa ban phước để những ngày tới tôi và anh chị em chúng ta sẽ liên tục có một cái sự kết quả, một sự chuyển mình, một sự đột phá thuộc linh và càng mạnh mẽ hơn và giúp đỡ cho nhiều người cũng được mạnh mẽ hơn. Amen. Chúa ban phước cho tất cả quý bà chị em. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.